ngôi miếu nhỏ trong bản Khuổi Mạn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cựu chiến binh Trung đoàn 568 thành phố Hải Phòng, bản Su Su thành phố Hà Giang, nhân dân bản Khuổi Mạn đã giúp chúng tôi hoàn thành phóng sự này. Quay phim Việt Hà, Hồng Ngọc, dựng phim Hải Yến. Và bây giờ tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện về sự tích một ngôi miếu. Để bắt đầu, mời các bạn hãy cùng chúng tôi đến thành phố Hà Giang, bản Khuẩy Mạn thuộc xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang khoảng 35 km phía đông sông Lô. Bản nhỏ có 31 nóc nhà, không điện lưới, không sóng wifi, cũng như bản nậm ngặt ở tây sông Lô vậy. Cuộc sống không chỉ khó khăn về vật chất mà tinh thần cũng còn rất nghèo nàn. Nơi đây đồng bào giao sinh sống, một cái chấm nhỏ trên bản đồ và cách đường biên giới Việt Trung không xa. Gần biên giới hơn một chút là Si Cà Lá, một vị trí tiền duyên nằm trong tuyến phòng thủ bảo vệ đường biên, nơi trung đội của Nghiêm Xuân Hàm thuộc C1D4, trung đoàn 266, sư đoàn 313 năm 1984 đã chiến đấu trong nhiều ngày chống lại một lực lượng đông hơn gấp bội của quân Trung Quốc xâm lược. Trung đội quả cảm ấy đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại hai người rút về phía sau với vài viên đạn AK phòng thân, nhiều vết thương trên người. Nhiều điểm tiền tiêu của ta ở cả đông và tây sông Lô đã mất vào tay quân Trung Quốc xâm lược trong đợt chúng tấn công xâm lấn này. Thế anh về xong lại gọi bảo lên nhận ít quà của đội từ thiện này. Dạ vâng, trùng hợp quá. Anh lại lên nhận ít quà từ thiện đúng từ nhà của ông ấy, ông vào đây. À, hay đúng từ cạnh nhà này về đây hay như nào? Dạ, xin chào anh. Dạ. Thế đồ giấy ấy này là cho vào đâu? Cho xuống nhà hay như nào? Dạ vâng, anh cứ rồi ạ. Anh làm bên nào? À, dạ em từ kênh Win Win Việt Nam ạ. U Yến giao nhiệm vụ cho bọn em lên với các bác ạ. Dạ, Win Win. Vào trong mai là về bên trung tâm nhà các bạn ở trong đấy bên trung tâm đi. Không ạ, bọn em cũng ở dưới Hà Tây lên ạ. À, Hà Tây. Dạ. Bên trung tâm. Đấy, dưới anh em mình giờ thèm cái cảnh này lắm anh ạ. Cái gì mà đẹp chưa? Chị ơi, chị có thấy đoàn người vừa đi không ạ? Có đi, trước chúng ta. Những năm tiếp sau đó, nhiều đơn vị đã lần lượt thay phiên trấn giữ. Dù không lấy lại được các điểm cao đã mất, nhưng địch không thể lấn thêm được một bước nào. Dù chúng đã mở nhiều trận tấn công với quy mô lớn, bỏ lại nhiều xác chết trên trận địa ta. Những trận chiến ác liệt đã diễn ra ở nhiều khu vực thuộc xã Minh Tân này. Bản nhỏ của chúng ta nằm phía sau của Tiền Duyên, nơi đặt trận địa cối của bộ binh, cũng là nơi nghỉ tạm của các chiến sĩ nằm xuống sau mỗi trận quyết đấu giữ biên cương. Không được. Gạch nữa. Không phải gạch mà đúng biên gạch. Biên gạch nữa. Bốn biên gạch đứng lên là thoải mái. Lấy đi qua đường ngoài này bên gạch đó. Đứng lên là hai chân hai cái biên này. Cũng chặt ghế cho nó nhá. Giữ gạch nhá. Giữ chặt bố. Cái keo này nó há còn mềm. Đâu? Rồi giữ rồi, giữ rồi. Dư. Được chưa? Ok. Đấy, đúng như thế. Đưa bố đưa đi đi. Bố đâu? Đưa lên rồi. Đưa lên bông người nuốt vào trong bụng ấy. Giật mình ấy, nuốt vào đấy. Nuốt trong bụng ấy. Cứu từ đây ra ngoài. Chị, chị.
xe ở đây nhiều thế mà không làm hai cái thang. Lấy tay vuốt. Không là kiểu toàn bắt lô giáo hết này. Xe gạch trắng này đứng ở ngoài. Không có cái đường là hơi mờ mờ đấy là cái nốt ở đấy. Đóng được không? Đóng bao nhiêu đóng? Không, không đúng được. Không xi măng thế nếu mà mình đóng cố quá. Ép mạnh nào, mình biết mạnh là mỏng mà. Được rồi, thế là ok rồi. Quá. Chơi vòng quanh cách như này chợ ông lên đông chỉnh tròn tròn ra nó ok bây giờ cái này quan chỗ nào quan cái này bây giờ như này này tôi là cho cây tre này buộc rồi cho chéo ra đây xong rồi hai ông vác hai cây tre ở đây thì ra đứng chéo đây quan này đứng bên này phải tay quan thế hơn quan thế nào quan bên này bên này hướng mặt trời vào nó là nó soi vào trung tâm của nó là bên ấy á. Đấy thì bây giờ thì đun che lại xong rồi quay đầu che ra kia xong hai ông có để cao hẳn là để dưới này cho lên cái tầm này này cái tầm vẫn vấn như vàng không nó không đến được ngấn vàng đâu đến cái đốm tròn kia là có đến cái chân ở dưới mà ngang đâu đấy đứng đấy là được rồi tay lên mà cái tay đứng có được thì ra đánh dấu khoan không là còn để đánh dấu nữa vĩnh rồi cái đánh dấu tôi cũng khoan một cái lấy một tấm ván thôi dốc này đây đứng đây mới là tầm vừa mà còn với em gác một tấm ván sang bây giờ này nhá, mà tập trung vào giữ hộ tôi cái chân ghế này. Ông giữ này tôi. Ba bốn người dưới. Đưa qua này. Em vào đây, em vào tường. Giữ chân ghế nhá. Em vào tường. Đấy, tôi giữ được không? Đấy. Đúng rồi. Lách. Lệch. Vuông vào. Vuông hơn đi. Tôi quay một đợt cái này nó chỉ là tạm bợ thôi cái này nó không được cái chữ A nữa để giữ để lắc cái này mai đến bao giờ ông sáng mai ông lên ông cắm cái đèn vào mai cái này chỉ có chế thế thôi cắm cái gì ai cắm tối cắm đèn về xoay nhìn không bao giờ hành khách cứ bảo quản đấy hành lý nhá hàng hóa cồng kềnh quá chuyển vào toa không nội nó hộp nó mà đây đi đang mấy vừa rồi sáng đưa các bố viết hợp đồng vào đây xong bây giờ bố lại viết vào đây như này đâu mà cứ viết hết đi xong rồi viết đi nhá chú đấy nhà được rồi cái này nó đứng thẳng cái nó tỏa sẵn thẳng nó cứ vươn ra không, bên đây không cái chạc này sau này nó lên cành nữa lên cành thì nó sẽ lên thẳng là nó bẻ để mà thất lên cành bẻ ở đây bây giờ đất có đắp không chứ chắc ở trong này vẫn phải tính mẫu vài năm nữa thôi ở chỗ khu vực này nó sẽ là một cái khu điểm mà như là mình nói như kiểu mà cái khu du lịch sẽ đến bởi vì khi có cái miếu kia thì là đương nhiên là dân người ta sẽ vào rồi bọn mình không như nó đi phượt
Ngấp. Đây là cái hóp. Đây là thêm mai thi vầu. Hầm chỉ huy. Cứ tưởng hầm đất mấy chục năm vẫn còn, nhưng không, đây là hầm được kê bê tông tử tế. À, thế này thì còn nguyên vẹn quá. Nguyên vẹn, chưa được. Như ở chính đây. Làm sao sợ rắn nó cắn bắt. Không nói địa danh, không nói địa danh. Thì đất nước của mình nó có nhiều vấn đề nên không nói. Ôi bác vào ạ. Ừ, vào đi. Chưa đâu. Nó có từng bầu vào không? Bây giờ chân toàn hết rồi, bọc chân bọc nhỏ bả hết rồi. Bậy với con chân ấy có ngon quá, ngon quá nên dưa. Ừ. Thử phổ mang thôi. Đấy, rửa rộng lắm. À. Sạch lắm. Sạch quá. Mét 9 đây. Thanh này là để hầm phủ, hầm chỉ huy. Cấu tạo cái những cái hầm như này là chữ L để tránh một cửa vào, một cửa ra. Hầm này cảm giác như là hầm tướng được cát đấy. Hầm này hầm chỉ huy. Không có rắn. Ông soi mà quay đi. Không có mà chui được, mình không chui được. Ở đâu nó xuống đi. Đấy là đi xuống cuối thôi. Á hả. Vẫn nha. Đi vào luôn. Này. Ô cho Lưu ạ. Lưu ơi. Ờ đi ạ. Để đấy mà nó đi rồi. Ô. Không rời gọi được. Nó tập tà tiền không gọi được. Hay cái chuyện đấy. Thế đi dưới kia đi, bởi vì cái này trên đường mình đi. Thế bọn cái lại nói về người lính có hai. Cho trong cái chiến tranh ấy thì là mình có hai cái những người lính này thì là nguy hiểm, là chịu đựng sự nguy hiểm nhất là lính ổ phục tiền duyên. Đấy. Và lính vận tải và lính trinh sát. Đấy, chứ còn là thường xuyên đi lại. Thì cứ tầm 4:30-5 giờ thì bên phía trên thì hai bên bắn nhau. Thì bắn nhau trong cái tình trạng là chặn, đầu tiên là chặn cái đường vận tải trước đã. Thì bên kia nó bắn chịu vận tải của mình. Thế còn bên phía mình thì lại bắn chặn đường vận tải của nó. Thế cho nên là cái chỗ mà cái cửa tử mà chỗ bên Thanh Thủy, cái chỗ mà cái cầu sập đấy, mà là bây giờ đấy gọi là chỗ cửa hang rơi ấy. Chỗ đấy gọi là ngày xưa gọi là cửa tử. Thì tôi bọn mình trước khi coi như là ở trên này, trên đỉnh núi này mang vận tải hay là mang đồ xuống cho anh em ở dưới tiền duyên ấy, thì nhìn xa sang bên kia thấy đồng đội ở bên kia, mình thấy cái sự nguy hiểm nó còn lớn hơn bên này rất nhiều. Là bởi vì anh em nó vì cái khẩu 37 nó, anh Hoàn, cái khẩu 37 nó nằm ở trên chỗ 1030 nhỉ? Ở đại chỗ đại rét đây. Nó bắn xuống mà cảm giác như nhá. Cái đường đạn của nó là khi mà gọi nó bắn toàn đạn nửa đấy. Nó rơi xuống chỗ cái đường vận tải, chỗ hang rơi rồi. Như ở đầu này, ở chỗ trên một chỗ đài Z đấy. Đạn nó vẫn thòi ra bình thường. Cái là bắn theo một cả một cái dây. Mình nhìn nó cả một cái đường đạn bắn từ trên đỉnh núi xuống. Chứ nó không, như nó như không phải là bắn tắc cú như kiểu 12 ly 7 bắn các cùng như cái anh xạ thủ mà 982 đâu.
như bọn tao thì bọn chú thì là hồi đó thì là nếu mà trong diễn tập ấy có bắn đạn thật, thực binh bắn đạn thật đấy, là nếu mà bắn cái AK bắn được 2 viên 1 là cũng lại là cả vấn đề là cũng là phải có thời gian rèn luyện bắn, mày bắn nhiều thì mới bắn được 2 viên 1, nghĩa là một lần mình nháy cò là 2 viên đạn bay đi. Thế nhưng mà bắn 3 viên thì là bình thường, nghĩa là với bắn phát 1 thì là nó súng nó có cái lớp đấy, rồi bắn phát 1 thì dễ. Thế nhưng mà bắn được 2 viên 1 là cả vấn đề, đó là phải đòi hỏi là cái trình độ mà rèn luyện. Thế nhưng mà đại liên mà bắn được 3 viên 1 thì là cả đó là vấn đề khó. Nghĩa là cái tay người bắn ấy là phải xạ thủ cực giỏi rồi. Đấy, bắn được 1-2 viên mà vì nó bắn nó kéo nháy cò phát nó đi khoảng hàng chục viên luôn, vì đó là hỏa lực mạnh trong bộ binh. Thế mà 12-7 thì nó lại còn nhanh, nó cái cò súng nó còn nhạy hơn. Nó không bắn để bắn được 1-2 viên thì phải nói phải là một lần bóp cò ấy là cả là đòi hỏi một người xạ thủ đó là phải trình độ, phải chuyên môn nghiệp vụ của nó phải ghê mức độ nào. Cho nên bọn là ngày xưa những các chú bác coi như ở khi 982 làm ở dưới, khẩu 12-7 làm ở dưới. Nó là ở cái đoạn mà cái cầu treo đi lên, cầu treo bên Thanh Thủy đi lên ở bên Thanh Thủy. Những người trên kia dây cả Maga bắn chết không? Chết chưa? Quá chết ạ. Chết quá. Chưa chết ạ. Trên đỉnh núi thôi mà. Cho anh hai cho thêm gấp rưỡi thế này là vừa đủ, là gần như hết tầm. Bắn trong vòng 100m bắn đâu chúng đấy. AK bắn chỗ chúng đấy, nhưng mà nó hiệu quả tổng hiệu quả đó là mấy trăm mét đấy. Hiệu quả sát thương thì nó là 800m. À, vẫn còn sát thương là 800m. Hiệu quả sát thương là 600m đến 300m. Nếu cứ bắn xuyên tim thì chỗ nào cũng chết. À. Gần từ 4 giờ chiều đến 5 giờ sáng thì hai bên bắn nhau bắt đầu tiếng súng nó lổ rồi mình rền vang, nó như là cái không gian và cái thời kỳ mà cho phép được đốt pháo chứ cấm pháo đấy, vào lúc giao thừa đấy. Nó lổ như thế, còn tiếng pháo nhỏ pháo tép nhà ngày xưa mọi hạn lúc bình thường thì lổ thì nó đốt đơn độc thì nghe nó lổ to, thế nhưng mà khi mà hòa vào tiếng lổ mà lúc giao thừa đấy thì gần như là không nghe gì. Thì khẩu AK bọn chú cũng chỉ thế thôi, không cứ bắn thì bắn quét thôi, nhưng cũng không nghe thấy tiếng lổ của nó đâu. Chỉ nghe thấy tiếng lổ từ đạn 12 đi từ đại liên trở lên thì nghe nó cứ khạc 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 khạc, chứ không đùng đoàng đâu, không nghe tiếng đùng đoàng đâu mà chỉ nghe khạc 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 ấy. Mày đứng đây tao bắn chết đấy. Nếu mà kia thì chắc về sau nhá. Bắn nhiều như bọn này như cả lính vận tải thì đấy ở chỗ này nhá. Bọn chú đến thì là cỏ ấy, cỏ lau nó mọc ngập đầu người luôn. Nó cao ngập đầu người luôn. Nghĩa là đi ở trong cỏ không nhìn thấy. Thì mới đầu mới thấy nhìn thấy, hôm mới là mò sang đây thì mới nhìn thấy cái trận điệu cối làm đây, cối 160 làm đây. Chứ trước đây không biết cỏ nó cao ngập đầu người. Thế còn cái chỗ mình mà còn không biết đấy. Không biết. Bởi vì rồi thò ra đằng là cái gì đâu, bởi vì bên kia nhá, mình đi từ trên núi kia xuống thì là mình ở trong cái vạ núi kia thì mình yên tâm là pháo nó bắn nó còn mình còn nó không nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu mà mình đi vào cái khoảng trống này thì nó bắn thì là mình nguy hiểm. Đây mới gọi là dấu tích lịch sử. Nói đúng thì đây mới là dấu tích lịch sử. Một miếu nhỏ bằng gỗ chênh vênh bên sườn núi, giống như một miếu thờ sơn thần thổ địa của đồng bào địa phương. Với người dân nơi đây, đó cũng có thể là những sơn thần thổ địa uy nghiêm, mãnh lực, giúp nhân dân bảo vệ bản làng, giúp nhân dân mưa thuận gió hòa để nương rẫy được mùa, cuộc sống yên vui. Chị ạ, ôi em vừa hỏi bảo chị đâu rồi. em vừa bảo Ngọc là thế nào chị cũng ở trên này, nhưng mà em không biết đường lên. À. Thằng đắc đặc tuổi có gì à này chẳng có gì tản miêu này chẳng có gì lao lì quả coi chậm nhặt đây chẳng xin tuổi à chẳng cả trong thằng đây chẳng này chẳng gì đàn giàu chuối đằng thầy bù chuối đằng thầy lò bàn buồn đầy thì ta lai đang có gì cái chuối tết chạy mình chuối có gì đi thầy gì đàn này chẳng tặng bò vú nhau này chẳng có gì này chẳng có gì đến chịu lò bàn buồn này chẳng có gì ba này chẳng pháp lòng trang đi ngẫu quanh nhà nào lao lì quả coi này chẳng xin mời nhập lấy cả ba vú nhau này chẳng có gì đi đàn chẳng cả chậm nhặt tiền tuổi cắt nhặt lẻng lì hộp nhì xí đằng sắm này chẳng có gì đi đàn cá có gì càng bóng giằng già này chẳng có gì đi đàn này chẳng đồng bằng có gì phấn nhau dâm cỏng này chẳng đi đàn trong sắn bây giờ chửi buồn lò bàn buồn đại khi ta lại đang có gì cái chửi
trong sản lo bán đại thi đại tráng thì đàn đại thi nhân lo đồn đồn đại thi nhất trang bà tàu nhiên đi bà la đại thi lò bản chú vai giảm xây kiến bách vị tài bù tài tu tài đăng sản nhộn đồn đồ quẻ đại phong thái đồ thiếu tu tài mình nhìn không quá điện đài chẳng bằng này chẳng có thí đi chùi buồn có thí miêu rộng à trống bà dùi đại này cài biển này khá nhiều chậm nhất thí lao này chẳng có thí là lại lành đạo à thì thí nhập tuổi này khá là này chẳng có thí sản trả sản miêu này còn phải nó đây con rồi thì con thì mèo thì con thì mèo dùng một tài thì kiếm đồng có thì ra thì chú ý có gì để xài xài thu tính đồng làm dòng để lò hợp bằng mà to ra có liên xài thu người ta kiếm muốn một thằng đồng tôi nói ra mình thằng thằng mà ra ra mình tất cả có lá ra mình đi rồi giang thằng một tí một thằng con không lo thì nó có nói chưa có một bài tiêu có nói làm đây nhanh thôi. Dạ. Đi lại xuống dưới kia thì làm hơi chậm đấy. Dạ. Đó, đường lên miếu cũ rồi trèo leo, đây xuống đến đây là không nhìn thấy miếu đâu rồi. Ngày xưa bộ đội mình sang bên Ý đánh nhau với Trung Quốc ngay bên Ý luôn. Thế còn bây giờ thì Trung Quốc cách xa tận khoảng một cây số đường chi bay, đấy, một cây số. Được sự chỉ dẫn của các cựu chiến binh trung đoàn 568 Hải Phòng, chúng tôi đến đây dự và chứng kiến nhân dân làm lễ di rời bát hương từ miếu gỗ sang ngôi miếu xây vừa hoàn thành cách đó chừng 200 mét. Các cựu chiến binh trung đoàn 568 đã kể chúng tôi nghe về sự tích ngôi miếu này. Khi bình yên trở lại, những gia đình người Dao bản Khuổi Mạng đã trở lại bản nhỏ trong thung lũng xinh đẹp này, tiếp tục cuộc sống như bao đời cha ông họ đã sống. Ghi nhớ công ơn những chiến sĩ đã hy sinh để gìn giữ mảnh đất này, dân bản góp công lập nên một ngôi miếu nhỏ bằng gỗ theo phong tục tập quán của địa phương. Các gia đình thay nhau hương khói, 3 tháng đổi phiên một lần. Trong một lần về thăm lại chiến trường xưa, các cựu chiến binh trung đoàn 568 Hải Phòng được các chiến sĩ biên phòng kể cho nghe câu chuyện về ngôi miếu nhỏ. Họ đã kêu gọi và chung tay cùng với đồng bào chọn địa điểm và xây ngôi miếu nhỏ ngay gần đó. Này chẳng có thí đồn tôi này khá này chẳng có thí à đừng cắn điện điện này khá này chẳng có thí à chẳng có thí pháp lòng này chẳng có thí đi gấu đang pháp vương buồn có thí vẫn nhìn đồ mạnh này khá này chẳng có thí à chẳng nhờ lì dưỡng chiếu này chẳng có thí buồn đồ đạt chẳng có thí này khá này chẳng có thí à tìm mua đi đâu đấy hoặc là mẹ tiếng anh trên người ta đi đấy. Đồng bào nói ngôi miếu được thờ 3 đời rồi, ông nội Dương đã dựng ngôi miếu ấy, lớp con cháu bây giờ là người hương khói. Đồng bào cũng nói họ vẫn gặp bộ đội, các chú nói vẫn đang chiến đấu để giữ đất, nói đồng bào cẩn thận kẻo vấp mìn. Những hình ảnh mà chúng ta đang theo dõi được ghi bởi nhóm quay phim Việt Hà, Hồng Ngọc, Win Win Việt Nam ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2022 tại thực địa. Mình chỉ có thông lũng để cây cũng như là chặt để là cầm lâm của họ cũng không có. Có cỏ rồi thì cứ theo người ta quản lý kiểu quản lý được cái mặt bằng đất.